Lệ Quyên được ưu ái ở sâu chị đẹp, ngang hàng với hai diva đem người nhà vào, liên tục được điểm cao khó hiểu. Có thể nói Lệ Quyên đang là một trong những cái tên gây tranh cãi nhất chị đẹp đạp giá rẽ sóng. Chị đẹp đạp giá rẽ sóng mùa đầu tiên đã chính thức phát sóng, với những màn câu diễn được đần tư hành tráng đến từ những chị đẹp của chương trình. Trải qua các tập nhiều cái tên đã bị loại, đã để lại sự tiếc nuối cho khán giả như Yến Trang, Tố Vi, Phạm Lịch, Quỳnh Nga. Chính vì vậy, những người ở lại đều phải cố gắng thể hiện hết mình để có thể ở lại với chương trình một cách lâu nhất vì là một phát sóng đầu tiên nên chị đẹp đạp ra rẽ sóng cũng không tránh khỏi những tranh cãi xoay quanh các thí sinh trong đó phải kể đến lệ quyên ngay từ khi xuất hiện trong chương trình giọng ca thôi đường chiêm ba đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc cô được ban tổ chức chương trình yêu ải thiên vị hết mực lệ quyên là một trong ba chị đẹp xuất hiện cuối cùng trong phòng chờ để gặp gỡ các thí sinh khác cô sành đôi cùng đi va hồng nhung và đi va mỹ linh nhiều người cảm thấy khó hiểu khi một gương mặt kỳ cựu Đạo đài biêu 37 năm nhật thu phương hay một đàn chị khác lớn tuổi hơn lệ quyên ở đoan trang đã phải đến ngồi chờ từ rất sớm thì lại không được ra mắt một cách đặc biệt như vậy ngoài ra nữ ca sĩ cũng luôn được xếp ở ngồi hàng đầu ngay vị trí trung tâm trong mỗi bức hình chụp chung khi các chị đại khác có lúc ngồi phải ngồi sang hai bên đem người nhà vào suýt biến thành sâu hẹn hò bạn trai của lệ quyên người mẫu lâm bảo châu là một trong ba host của chương trình bên cạnh anh tuấn và quốc trường Tuy nhiên nếu như Anh Tuấn được đánh giá khá tốt thì cả quốc trường lẫn Lâm Bảo Châu bị khán giả xem như bùi nhìn của chương trình, xuất hiện cho đẹp đội hình chứ không có cũng chẳng sao. Tình trải của Lợi Quyên bị cộng đồng mạng cho rằng có màn thể hiện nhạt nhòa, cách nói chuyện không cảm xúc. Ngay khi chương trình lên sóng, rất nhiều khán giả đã bày tỏ sự mất hứng với sự thể hiện của Lâm Bảo Châu. Nhiều người còn nhận định vai trò người đồng hành của Lâm Bảo Châu vào quốc trường là thừa thải đối với chương trình ấn tượng duy nhất mà năm người mẫu để lại trong chị đẹp đạp giá rẽ sóng là hình ảnh anh hết nằm trong chúc cho lệ quyên tuy nhiên việc lệ quyên lâm bảo châu thể hiện tình cảm chuyên sâu lại không nhận được nhiều sự đồng tình một số ý kiến cho rằng hành động của cả hai có phần hơi ổ xuề cũng như khẳng định công việc phải ra công việc tình yêu ra tình yêu liên tục được điểm cao dù tiết mục bị khán giả đánh giá đơn giản nhiều hơn phần thi khác không thể phủ nhận lệ quyên là một trong những giọng ca lội lực nhất, chị đẹp đào giá rẽ sóng. Nhưng chương trình này thì lại cần nhiều hơn thế. Ở vòng sơ nô đầu tiên, lệ quyên đã chọn ra mắt bài hít tủ Nếu em được lựa chọn. Tuy nhiên nếu các chị đẹp khác biết cách phá cách để mang đến những màn trình diễn đột phá thì dường như lệ quyên chỉ đứng im khoe giọng. Dù vậy cô vẫn được ban cổ vấn chấm 88 điểm, số điểm cao nhất. Điều này đã khiến nhiều khán giả lo ó. Bởi nhiều thí sinh đã đầu tư không chỉ về giọng hát vũ đạo mà còn cải cảm thêm nhiều chiêu trò trong tiết mục của mình lại có điểm số không cao bằng. Điều này tiếp tục được lặp lại ở vòng công diễn. Khi team phi hành gia cô đơn của Thu Phương Hồng Nhung em ly xếp hạng 2 với 311 phiếu bầu. Nhìn chung, màn trình diễn này chỉ tập trung vào giọng hát của ba chị đẹp. Điểm nhấn ở phần rap của cả ba cũng như màn lơ lửng trên không ở đoạn cuối. Tuy nhiên bấy nhiêu đó cũng không đủ để khán giả hài lòng khi hai team chị ngả em nâng vào cuốn yêu tình bạn diệu kỳ được đánh giá là giản dựng nơi cuốn hơn lại có số điểm thấp hơn. Một số cư dân mạng cho rằng vì trong team này có đến hai chị đại là Lệ Quyên và Thu Phương nên số điểm không thể nào thấp hơn được. Nhưng việc vượt qua hai tiết mục được đầu tư hoành tráng hơn liệu có quá vô lý hay không? Cho đến thời điểm hiện tại, nhiều người tin rằng Lệ Quyên chính là chị đẹp chắc chắn, nằm suốt đài biểu ở vòng chung kết, khi họ cho rằng nữ ca sĩ đang nhận được quá nhiều sự yêu ái. Tuy nhiên đây cũng chỉ là ý kiến một chiều, không thể phủ nhận sự cố gắng của Lệ Quyên khi từ một người. Chỉ quen đứng im một chỗ để hát thì cô đã nỗ lực thay đổi. Không chỉ quyết tâm thực hiện các động tác vũ đạo khó, Lệ Quyên còn thử sức mình ở dòng nhạc rap. Và với sự thay đổi này thì việc luôn làm tốt ở các phòng thi, cũng như có tên trong danh sách đoàn biểu cũng là một kết quả xứng đáng cho nữ ca sĩ.